Rồi, mời các bạn ngồi xuống đây. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về Apple Vision Pro. Đây là một cái kính mà Apple họ mới vừa giới thiệu. Thì mình sẽ gọi nó là kính AR thì sẽ đúng hơn là kính VR ha. Tại vì nó thứ nhất là có khả năng kết hợp giữa thực và ảo và thứ hai là nếu muốn ảo hoàn toàn như là VR thì nó cũng có thể làm được luôn. Và ngoài ra mình cũng muốn nhận xét là thứ nhất, còn Apple Vision Pro đó, nó làm tốt những cái gì và nó khác biệt so với lại rất nhiều những cái đối thủ khác hiện nay trên thị trường VR, AR ở chỗ nào để anh em chúng ta có thể hình dung ra được là cái kính này á nó sẽ làm được gì nè. Nó có cái điểm nào lợi thế mà chỉ có riêng Apple mới có. Và ngoài ra nó sẽ tác động như thế nào tới thị trường AI cũng như là về Apple ha. Bây giờ mời các bạn coi video. Trước tiên mình nhắc nhanh lại một chút về Apple Vision Pro cho bạn nào chưa biết. Mình có hẳn một cái video riêng, các bạn có thể xem kỹ hơn nếu thích. Vision Pro là một cái kính mà các bạn có thể đeo lên. ở trong đó nó sẽ sử dụng những cái cảm biến, nó sẽ sử dụng những cái camera để cho phép các bạn thao tác ở trong một cái không gian ảo. thì lúc đó các bạn có thể mở nhiều app lên nè, các bạn có thể lấy màn hình desktop ném lên để các bạn thao tác nè, hoặc là các bạn có thể tương tác với những vật thể 3D nữa. và đây là một cái kính gọi là standalone, tức là nó không cần phải kết nối với bất kỳ thiết bị nào, không cần phải kết nối với điện thoại, không cần phải kết nối với máy tính mà nó có thể chạy một mình nó được, độc lập. chỉ có một thứ nó cần kết nối thôi, đó là cục pin. Nếu mà các bạn không gắn vào pin thì các bạn có thể kết nối trực tiếp vào một cái nguồn điện nào đó thì các bạn có thể xài cả ngày, còn pin thì được khoảng 2 tiếng. Apple Vision Pro sẽ được bán ra vào đầu năm sau, giá là 3.499 đô, một mức giá không hề rẻ. Và thật ra, kính AR Apple không phải là người đầu tiên làm. Trước khi có Apple, các bạn đã thấy những cái kính của HTC Vive làm từ năm 2015 tới bây giờ, 2014 tới bây giờ. Rồi các bạn cũng có thể thấy những cái kính Oculus Go hồi xưa là của Oculus sau đó Facebook mua lại và bây giờ họ vẫn tiếp tục làm thì những cái kính mà Oculus đó, nó vẫn được bán khá là nhiều trên thế giới hiện nay ha chứ thực ra là nó cũng không phải là một cái thị trường gì đó quá mới lạ quá xa lạ đâu cái Vision Pro á có thể là nó sẽ làm tốt hơn những cái kính kia về mặt thiết kế nè về mặt chất liệu nè thì mấy cái đó là một cái đặc điểm của Apple đó. mình cũng không nói nhiều hơn nhưng mà mình muốn nhấn mạnh thêm một số cái điểm mà Apple Vision Pro nó khác biệt á thứ nhất đó là về cái cách mà các bạn có thể điều khiển Đối với lại những cái thiết bị trước đây thì ở trên những cái controller nó có những cái đèn hồng ngoại và sẽ cần một số cái camera để mà nó theo dõi và biết được là à cái vị trí tay của các bạn nó đang ở đâu. Nhưng đối với lại cái app Vision Pro thì nó không cần nữa. Nó có một loạt những cái camera và cảm biến để nó phát hiện được là tay bạn di chuyển như thế nào. Bạn có dùng những cái cử chỉ như là chọn hay là zoom hay là xoay cổ tay gì hay không để mà nó tạo ra những cái tương tác tương ứng ở trong một cái hệ thống. Và cái việc này nó giúp cho cái hệ thống nó trở lên gọn gàng hơn Một cái điểm khác biệt lớn nữa của Vision Pro So với lại gần như tất cả mọi cái sản phẩm AR, VR đang có trên thị trường luôn Đó là về mặt nội dung Thì khi mà các bạn đem cái kính vào Các bạn sẽ phải làm gì đó ở trong đó đúng không? Chứ nếu không thì các bạn xài luôn điện thoại, các bạn xài luôn máy tính cho rồi Thì một trong những cái mà Apple rất mạnh khi mà họ nói về Vision Pro Đó, đó là nội dung Bản thân Apple ha, các bạn thấy là họ có Apple TV Plus Là một kho nội dung ở trong đó rồi Video, audio các thứ họ có sở hữu iTunes và rất là nhiều những cái bản quyền liên quan tới vụ âm nhạc cũng là một cái thứ làm cho vision pro nó trở nên khác biệt và ngoài ra apple họ còn kết hợp luôn với cả disney plus để đem rất là nhiều những cái nội dung của disney lên trên cái vision pro này và cái app disney plus đó, nó sẽ có mặt trên vision pro ngay từ ngày đầu tiên mà cái máy này nó được bán ra về mặt nội dung đó, thì cái mà apple đang làm đó, mạnh hơn rất nhiều so với lại htc so với lại facebook hay là những cái công ty khác có làm kính AI, VR tại vì đơn giản apple họ đang có sẵn quá nhiều lợi thế họ đang có trong tay một đống nội dung sẵn rồi các bạn trong khi các công ty kia thì tới cái lúc mà họ ra mắt những kính airvr họ mới phải bắt đầu đi partner với người này người kia để tìm kiếm nội dung apple thì họ không cần nữa một cái điểm khác biệt lớn nữa của apple vision pro so với lại những cái kính khác đó, đó là nó có hỗ trợ được cho app của ios và ipad os ngay từ ngày đầu mà cái kính này bán ra các bạn đã có thể cài được những cái app mà các bạn đã rất quen thuộc ở trên iphone ở trên ipad và các bạn sử dụng nó trong một cái môi trường ảo trong khi đó đối với lại HTC nè, đối với lại Facebook nè, khi mà họ bắt đầu ra mắt những cái kính của họ là họ phải đi làm rất nhiều việc, đổ rất nhiều tiền để khuyến khích những cái lập trình viên á, làm app dành riêng cho những hệ thống này. Tức là các bạn đã không thể mang được những cái app từ những hệ có sẵn lên rồi mà các bạn còn phải đi chi tiền, các bạn phải đi chi công sức và thời gian để mà khuyến khích người ta làm riêng những cái app cho bạn nữa. Thì nó chính là một trong những cái rào cản lớn của VR hiện nay đó các bạn. Rào cản của VR bây giờ không phải là quá nhiều về thiết bị nữa. Trong những năm gần đây, các thiết bị VR thật sự rất tốt rồi nhưng mà cái quan trọng là nó vẫn bị thiếu hụt về mặt nội dung thì đây là cách mà apple họ giải quyết họ đem những gì có sẵn mà họ đang có đập lên trên cái kính này và ngay lập tức bạn có một lượng nội dung cực kỳ dồi dào tất nhiên trong thời gian tới apple họ vẫn sẽ phải dành công sức dành tiền bạc dành thời gian ra để đi khuyến khích các nhà phát triển làm một số cái app tối ưu và dùng riêng gọi là native dành cho vision pro tất nhiên lúc này apple họ đang có sẵn lợi thế đó là họ nắm được cái phần nội dung đó những người dùng khi mà mua Vision Pro về thì có cái để xài và dần dần dựa theo đó nó lại càng tiếp tục phát triển nữa thì họ có lý do để thuyết phục những nhà phát triển đầu tư cho cái app của Vision Pro. Có một cái sản phẩm gần nhất mà có thể so sánh được với lại cách mà Apple họ làm app cho Vision Pro đó, đó là Microsoft Hololens. Đây cũng là một cái kính AR và giá của nó không rẻ nha. Giá của nó lúc mới ra mắt cũng là 3.400 đô đó. Thì cái kính Microsoft Hololens này nó có thể chạy được những cái app ở trên Microsoft Store. À, cơ bản là những cái app mà các bạn có thể thấy được ở trong Microsoft Store của Win 11 á, thì Hololens nó cũng chạy được. Ngoài ra thì nó có thêm những cái app dành riêng cho Hololens. Tức là về mô hình app á, thì Hololens giống với lại Vision Pro. Tuy nhiên lượng app và chất lượng app ở trên Microsoft Store thì chắc chắn không thể nào so được với lại ở trên iOS hay là iPadOS tính đến thời điểm hiện tại. Cho nên về mặt này thì Apple họ vẫn có lợi thế hơn. Và ngoài ra khi mà mình coi những cái demo, khi mà mình thấy những cái quảng cáo của Apple thì các bạn thấy là họ không có nói gì tới những cái nội dung mà mới khác biệt so với hiện nay hết. đa số những cái mà họ demo á, thì đều là trong môi trường 2D hết, ứng dụng nè, xem phim nè, ảnh nè, hay là hòa nhập với môi trường nè, thì tất cả những thứ đó đều là 2D hết các bạn. trong khi đó những cái hãng trước đây á, thì họ nhấn mạnh rất nhiều vào nội dung 3D, tức là các bạn phải ngó nghiêng rồi các bạn phải thấy được góc này góc kia. nhưng mà đó không phải là cách mà Apple tiếp cận. cách mà Apple tiếp cận với cái Vision Pro á, đó là cách mà các bạn có thể tương tác với những phần mềm trong một cái không gian khác. nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và mình nghĩ là cái cách tiếp cận đơn giản như thế này nó làm cho Apple dễ thuyết phục người dùng hơn. Cảm ơn Shop Đơn đã đồng hành với mình trong video này. Shop Đơn là chuỗi đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Hiện tại họ đang có 60 cửa hàng trên khắp cả nước. Ở Shop Đơn họ sẽ cập nhật sản phẩm mới rất là nhanh chóng. Ngoài ra, Shop Đơn còn có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ví dụ như là iPhone 14 Pro Max đang khuyến mãi tới 8 triệu nè, MacBook M1 giá siêu rẻ ở thời điểm hiện tại khuyến mãi tới 10 triệu luôn. Ngoài ra, shop đơn còn có những buổi workshop rất là hữu ích, tổ chức cho những cái kỹ năng để giúp các bạn khai thác được cái thiết bị của mình tốt hơn, thậm chí là những cái buổi học nghề dành cho các khách hàng đã từng mua hàng tại shop đơn. Chưa kể, shop đơn còn có hệ thống shop đơn khe là hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền chính thức của Apple. Nhanh, trách nhiệm và nhiệt tình. Yêu Apple, đến shop đơn ngay nha các bạn. Trong quá trình mà mình ngồi ở sự kiện WWDC thì mình còn thấy là Cái Apple Vision Pro Nó nhắm tới cả đối tượng khách hàng doanh nghiệp Lẫn cá nhân luôn Trong khi đó Microsoft Hololens thì nhắm rất nhiều vào phần doanh nghiệp Để người ta phục vụ cho những cái mục đích về làm việc nè Về công nghiệp rồi về kho bãi các thứ Thì cái cách mà Apple tiếp cận Mình nghĩ là nó sẽ nghiêng nhiều hơn về hướng consumer và một khi nó đã được phổ biến rồi Thì người ta cũng có thể áp dụng được nó trong môi trường doanh nghiệp Rồi đó là về bản thân cái kính Thế còn về tác động của cái kính này á, với thị trường AR thì sao? Theo mình ha, nếu mà Apple làm đúng, làm tốt và nó như những gì mà họ demo á, thì mình nghĩ là cái Vision Pro này nó sẽ tác động rất lớn tới cái ngành AR VR. Tại vì bây giờ các bạn có một cái thiết bị mà người ta nhìn vô người ta hiểu nó là gì. Người ta thấy được những cái cách mà các bạn có thể sử dụng đó thực tế nè. Và chưa kể thì Apple họ luôn có một thứ nhất là lượng fan và thứ hai là họ có một cách thuyết phục rất là hay. Để người dùng chịu bỏ tiền ra dù có mắc tới đâu. Để mà người ta có thể sử dụng được, người ta có thể tiếp cận được với những cái công nghệ mới đó và nhờ những cái cú hích như thế này đến từ Apple thì cả thị trường nó cũng sẽ dịch chuyển theo cũng giống như khi mà iPhone bắt đầu ra mắt á, thì các bạn thấy là điện thoại Android nó cũng phải chạy theo nó cũng bắt đầu thay đổi và đôi khi á, có những cái mà sau khi thay đổi xong nó còn tốt hơn so với những gì mà Apple làm thì cái thị trường AR mình thấy nó cũng sẽ giống như vậy đó có thể sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái kính tương tự như thế này đến từ các hãng ví dụ ai biết được Xiaomi, Oppo, Huawei gì đó và họ cũng có những cái cách tiếp cận đi theo cái hướng của Apple nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn với những cái mức giá khác hơn trải nghiệm như thế nào thì chưa biết được nhưng mà ít ra thì nó sẽ push cả thị trường đi tới và tới lúc này thì cái tương lai về cái Metaverse mà Facebook họ đã từng nói rất nhiều á thì nó mới bắt đầu được nhiên nhóm nhưng mà rất tiếc không phải động lực là tới từ Facebook mà tới từ Apple Hy vọng là mình sẽ sớm được trải nghiệm cái Vision Pro này trong thực tế Thì lúc đó mình sẽ có nhiều thứ hơn để chia sẻ với các bạn ha Mình thì đang rất quan tâm về mặt phần cứng á, là đeo nó có nhẹ hay không Và thứ hai là cái màn hình của nó có sắc nét hay không Những cái màn hình ở kính VR hiện nay á Một số con đã rất sắc nét rồi mà thường mấy con đó thì nó hơi mắc Còn lại ha thì cái cách mà mình sử dụng app và cái cách mà mình sử dụng những cái công cụ ở trong cái môi trường ảo á, Cũng là một cái giải pháp hay Để mình có thể hướng tới một cái cách tương tác mới Biết đâu nó sẽ là cách tương tác trong tương lai Bây giờ các bạn thấy là cái Vision Pro nó bự vậy đó Mà biết đâu 10 năm sau nó nhỏ xíu Nó chỉ là một cái device nhỏ nhỏ nó đeo vô tay như thế này Giống như trong các phim khoa học viễn tưởng Đâu biết được đúng không? Công nghệ nó thay đổi nhanh lắm Và chỉ cần nó ra được tiềm năng Nó ra được lợi nhuận là các hãng Người ta sẽ tiếp tục bỏ tiền đầu tư để mà thu gọn Kích thước thiết bị. Hy vọng là các bạn thấy thích Những cái video như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn trong những video sau ha. Bye bye